ơi, thích quá 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 thích quá. Xin chào bà An, xin chào bà An, xin chào bà An. Bạn cũng được đi tắm biển à? Thế à? Bạn hôm nay được tắm biển nào thích không? Bạn có muốn tắm biển cùng tớ không? Thế à? Bạn vào đây chơi, té nước này, ếch té nước, ếch té nước, bạn té nước đấy. Bạn có cốt đi thật là đẹp. Ôi té nước, ôi té nước, ôi thích quá thích quá thích quá. Ôi thích quá thích quá, ôi thích quá thích quá. Ôi thích quá thích quá, ôi thích quá thích quá. Ôi ôi, hôm nay sóng biển lớn nhỉ, sóng biển to nhỉ. Ôi thích quá thích quá, ôi thích quá thích quá. Thích quá thích quá, ôi thích quá thích quá, cho tớ ngồi cùng với. Ôi sao cái phao của bạn thích cái này nhỉ? Ôi thích quá. Wow. Sao mà hôm nay sóng biển to nhỉ? Mát quá, thích quá, thích quá. Ôi, sóng biển to có số cả bạn Linh tí nó thì ngã nhỉ. Sóng biển to quá nhỉ. Ôi thích quá. Ôi thích quá. Cún ơi, cún ơi. Ôi thôi chết rồi bạn Linh ơi. Bạn ơi, tớ phải về rồi, mẹ tớ gọi rồi. Thôi, tớ phải về mất rồi. Thôi vậy thôi tớ về đây, không thì mẹ tớ gọi nhá. Tớ chào bạn nhá. Bạn chơi cẩn thận nhá, không thì hình như ở đây là có cá mập đấy bạn Linh ạ. Xin chào bạn nhá. Đi chơi đi chơi đi chơi. Ai đấy? Hả? Có hả? Ôi sóng to quá. Ôi sóng to quá. Cô ơi đi tắm biển với cháu không? Cô Trang ơi tắm biển với cháu không? Tắm biển không? Thích không? Bà mẹ cho đi tắm thật nha. Tắm biển đấy, cho đi tắm biển đấy. Thích không? Đấy, thích chưa? Sóng to quá, sóng to quá. Vẫn nên kéo kính lên trên đi, cho nó khỏe nóng. Kéo lại, mạnh lên. Ôi, cho nó sành địa rồi. Hơi bị sành địa, hơi bị ngầu ấy. Hơi bị ngầu ấy. Đi chơi đi. Ôi dồi, ôi dồi, ôi dồi. Ô, xin chào, xin chào. Xin chào bạn. Hôm nay bạn cũng được đi tắm biển à? Bạn đi chơi đâu chưa? Bạn cho nói đi. Bạn đi chơi lâu chưa? Mình đi chơi lâu rồi. Thế à? Đi chơi lâu rồi à? Thế thì chuẩn bị về đi nhá. Đừng có mà đi chơi. Bạn đi chơi, bạn cứ đừng đi xa quá nhá. Biết chưa? Bạn mà đi xa quá, bạn đừng đi xa nhiều quá, xa ra xa quá nhá. Ra xa quá là ở đây có cá mập đấy. Cá mập nó cắn đấy, biết chưa? Đi chơi một lúc nữa thì về thôi nhá. Biết chưa? Đi chơi một lúc nữa về thôi. Bạn đừng đi ra xa nhá, nhớ chưa? Ở đây có cá mập dùng dữ lắm đấy. Rồi, xin chào bạn nhé, chào bạn nhé, tớ đi về đây. Ôi, con này của bạn Linh, bạn này hôm nay cũng đi tắm biển. Bạn này hôm nay cũng được đi tắm biển này, thích chưa này? Thích chưa này? Chưa có cổ. Đúng rồi, giờ này là như có cờ, cũng được đi tắm biển. Mát quá bạn Linh ơi, mát quá. Ôi giời, bạn Linh. Mọi người cứ bảo ở đây là có cá mập to lắm, dùng dữ lắm. Và mọi người cứ bảo rằng đừng đi ra ngoài xa, cá mập cắn đấy. Nhưng mà cứ chơi ở trong gần thế này thì chán lắm. Tớ muốn đi ra ngoài kia kìa. Đi ra ngoài xa kia kìa, cho nó thích cơ. Hay chúng mình thử đi ra ngoài xa xa kia một chút xem thế nào nhé. Chắc chẳng có cá mập đâu. Nào đi, chúng mình cùng đi đi. Đi, đi ra đây. Đi xa xa ra xa ra. Chắc chẳng có cá mập đâu. Ôi trời, sóng to quá. Ôi trời, đúng là ra xa có khác. Sóng to quá bạn Đình nhỉ. Ôi sóng to quá. Ui, có cái gì đấy? Ui, có cái gì đấy? Ui, có cái gì mà nó ấy to thế nhỉ? Ui, cái gì đấy? Ui, hình như là cá mập. Ôi, cứu tôi với, hình như là cá mập. Ôi, hình như là cá mập. Chết tôi rồi, cá mập bốc đồ thuyền rồi. Ôi rồi, chết rồi. Ha 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 ha.
một bữa sáng thật là ngon rồi đấy. Mì biết ta là ai không? Ta là cá mập đây. Ha ha. Ngươi có nhìn hàm răng của ta không? Hàm răng của ta rất là to, ta có thể nuốt chửng ngươi. À, ha ha. Ăn thịt ta có thể hút đổ thuyền của Linh. À, đánh thầm đánh trả, dám đánh trả. À, ta sẽ ăn thịt của ngươi. Ta sẽ hút đổ thuyền của ngươi. Ngon quá, ngon quá, ngon quá. Ngon quá, ngon quá. Con này thật là hung dữ. Nó dám đánh giá mình cơ à? Con này thật là hung dữ. À, là vung đuôi của ta. Ai? Đâu quá. Ai đâu quá. Chà, đâu quá. Ai trả cái đuôi đây, đâu quá. Được rồi, ta đã dẫy được rồi. Ta sẽ ăn thịt mi. Hãy đợi đấy, ta sẽ ăn thịt mi. Bắn này. Mi chuẩn bị đi chết đi. Ăn thịt mi. Ta sẽ ăn thịt mi. Chết này. Au. Đi chết. Ăn thịt mi ngon quá. Au. Chết rồi. Ấy chua. Au. Ngon quá. Ta sẽ ăn thịt mi. Ta sẽ lật đổ thuyền của mi. Và ta sẽ ăn từng miếng một. Ta sẽ cắn từng miếng thịt của ngươi. Ta sẽ ăn thật là ngon lành. Ta đã có một bữa sáng thật là tươi ngon. Chết đi. Ăn được rồi. Ngon quá. Ngon quá. Chết đi. Ta sẽ đập đổ thuyền của mi. Đánh nhau với cá vòi. Mi dám đánh nhau với ta. Ta là loài cá hung dữ nhất ở đại dương này đấy em. Mi dám đánh nhau với ta. Ta sẽ lật đổ thuyền của mi, khiến cho mi sẽ bị lật thuyền. Mi có nhìn hàm răng của ta không? Thật là hung dữ. Mi thấy cái mồm của ta không? Ta sẽ ăn thịt nha mi. Ta sẽ lật đổ thuyền của mi. Lần này ta quyết định sẽ lật đổ thuyền của mi và khiến cho mi chết luôn. Của con bé này nhỉ? Mình sẽ lật ở đâu nhỉ? Làm thế nào để lật thuyền ở đây rồi? Đây rồi, chết rồi. Con này nó thật là khỏe. Nó khỏe quá. Ta sẽ tìm cách lật đổ thuyền của mi, cho mi chìm xuống dưới này và ta sẽ ăn thịt mi một cách thật là ngon lành. Chết rồi. Thế là ta đã lật đổ thuyền của mi rồi. Ăn thịt rồi. Thật là tươi ngon. Thế là ta có bữa thật là tươi ngon.